pháp trong thế xuất thế gian. Căn bản của điều thiện chính là hiểu với song thân. Chúng ta làm sao biết được? Câu thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu như ta được sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có năng lực giúp đỡ chúng sanh, tôi tin rằng ý niệm đầu tiên khởi lên chính là giúp đỡ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta. Không phải chỉ đời này kiếp này, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ở đâu chúng ta cũng có thể tìm được. Có phải người đầu tiên độ là họ chăng? Họ với ta có nhân duyên cha con. Nhân duyên này sâu hơn bất cứ điều gì. Phật độ người có duyên, mà khi đến thế giới Cực Lạc thì ta đã thành Phật. Người đầu tiên có duyên được độ chính là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Điều này không cần phải nói. Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào mới được coi là viên mãn? Giúp đỡ cha mẹ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hiếu dưỡng của chúng ta sẽ viên mãn. Chưa giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chưa viên mãn. Viên mãn của đại hiếu là giảng sanh đến thế giới Cực Lạc mới có thể làm được. Đại ân nhân thứ hai chúng ta nhất định nghĩ đến là thầy giáo, phụng sự sư trưởng. Chúng ta phải giúp thầy giáo. Duyên giữa thầy và chúng ta rất sâu, tương đồng với cha mẹ. Tôi phải giúp thầy giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, báo đáp ân đức của thầy là viên mãn. Pháp trong thế xuất thế gian đều là từ chí thân. Người yêu thương nhất là cha mẹ và thầy. Nên trước phải độ họ, vì chúng ta viên minh cụ đức nên có năng lực này. Sau đó mới phổ cập đến biến pháp giới hư không giới. Tất cả những chúng sanh có duyên với ta từ vô lượng kiếp đến nay. Câu này cần phải ghi nhớ. Trong Đại Thừa Giáo thường nói Phật không độ vô duyên chúng sanh. Vô duyên là sao? Họ không nghe, không tiếp nhận. Như vậy chính là vô duyên. Thích nghe, có thể tin tưởng, có thể lý giải, đây là người có duyên. Chúng ta mỗi ngày đều dùng những công cụ khoa học như Internet, truyền hình vệ tinh, đĩa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tu hành. Nếu họ không muốn mở các kênh truyền hình này, nghĩa là họ không có duyên. Nếu họ chịu mở kênh để nghe và tiếp nhận thì đây là người có duyên. Không có duyên thì kết duyên với họ,
đời này không có duyên, đời sau kiếp sau sẽ có duyên.